Mới đây, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã ra quyết định cấm 19 loại hóa chất có trong các sản phẩm xà phòng diệt khuẩn. Trong đó có hai chất là triclosan và triclocaban được cho là có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như là kháng vi khuẩn hay là gây ảnh hưởng tới nội tiết thậm chí là gây sơ gan và ung thư gan. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã yêu cầu các hãng sản xuất ra soát và báo cáo lại về số lượng các sản phẩm chứa những cái chất nêu trên. Và ngày hôm nay phóng viên chào buổi tối đã khảo sát tại một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và phát hiện là những cái sản phẩm chứa hai chất này thì vẫn đang được bày bán rất phổ biến. Các sản phẩm có chứa Triclosan và Triclocaban chủ yếu là xà phòng rửa tay dạng nước, kem đánh răng, nước rửa chén bát và xuất hiện ở cả sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất và sản phẩm nhập khẩu. Thậm chí có sản phẩm còn dùng Triclosan để quảng cáo về tính năng diệt sạch khuẩn và điều này thể hiện ngay ở trên bao bì. Cũng theo khảo sát thì đa phần người dân chỉ chọn mua sản phẩm xà phòng quan tâm tới các yếu tố như là giá cả, mùi hương, thương hiệu chứ không chú ý đến thành phần hóa học có trong các chất này. Được biết các loại hóa chất như là triclosan hay là triclocarban trong xà phòng mà Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh cấm đến thời điểm này vẫn được phép sử dụng tại Việt Nam do mỗi thị trường áp dụng một quy chuẩn khác nhau.